trải qua hai mối tình ạ. Dạ em cũng hai mối tình anh ạ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Chui vào đó nó tình cảm chị ạ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Đây, chúng ta giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào cô gái bên kia bức rèm. Em tên là Lê Bạch Hoàng, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Em đang sống và làm việc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Em là nhân viên văn phòng, công việc chính của em là điều độ vận tải. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ, anh Quyền Linh cùng anh chơi bên cạnh ạ. Cùng quý vị khán giả, em tên là Nga, năm nay 25 tuổi, quê em ở Thái Bình, em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Là mình làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng chị. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về cái con đường tình trường. Mời bạn gái. Trải qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất thì là thời học sinh cấp 3 ấy. Còn mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 1 năm ạ. Lý do tại sao mình chia tay? Có thể cái anh đấy là hơi tiết kiệm quá rồi. Tức là keo kiệt đó hả? Dạ. Rồi gì nữa? Hơi gia trưởng anh. Gia trưởng và bạn keo trai kiệt. Bên kia có keo kiệt với gia trưởng không cái này? Không chị ơi. Rồi bên kia hai mối tình, bên đây mấy mối tình? Dạ em cũng hai mối tình anh ạ. Hai mối tình luôn. Rồi bạn gái mình có ưu điểm khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai nghe luôn. Dạ ưu điểm của em chắc vui vẻ hài hước, tính trẻ con ạ. Còn nhược điểm thì nấu ăn hơi dở chị. Rồi mình đặt ra ưu điểm khuyết điểm thế nào? À ưu điểm của em thì là dễ tính, dễ nuôi, dễ thích nghi cuộc sống, em sống khá tự lập, em có chút hài hước, biết nấu ăn và có thể làm công việc gia đình. Rồi giúp bạn bên kia được, bạn kia nấu ăn không ngon. Khuyết điểm thì tính em hơi trẻ con ạ. Rồi bên kia cũng trẻ con, đây trẻ con. Rồi thành cái nhà trẻ luôn. Mình có đặt ra tiêu chí tìm bạn trai làm người như thế nào không? Dạ ngoại tiêu hình. Chí ngoại hình thì cao một chút ạ. Một chút là bao nhiêu? Khoảng 1m7. Mà 1m7 mà kêu bằng một chút. Dưới 1m7 được không? Không, em thích cao cơ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Dưới một chút được không em ơi? Dưới một chút thì cũng phải 6, 7, 6, 8 gì đấy. À, không, em 6, 9 chắc là hợp đấy. Em thích gì nói lại. Giống như được che chở chị, mình chui vào. Chui vào nách à? Chui vào đó làm gì? Không khí nó không có khoáng đãng. Chui vào đó nó tình cảm chị ạ. Chui vào đó ổn không em? Ổn chị ạ, nhưng mà em hơi bé, hơi nhỏ nhỏ con ạ. Cái chuyện nó không quan trọng mà cái không khí nó có ổn không? Em nghĩ là ổn đấy ạ. Ổn mà còn có suy nghĩ nữa ha. Dạ. Bạn trai thì mình có đặt ra mẫu bạn gái lý tưởng của mình đi tìm như thế nào không? Dạ có chị ạ. Em thích một cô gái da trắng, người đầy đặn một chút xíu ạ. Thích có răng khểnh hay là má núng thì tốt quá. Còn về tính cách thì cô ấy vui vẻ, hài hước, có sở thích mặc váy, có một chút hiện đại cũng như là một chút về truyền thống. Tại sao lại thích mặc váy? À tại con gái mặc váy thường nó dễ thương. Dễ mà không thích gì người phụ nữ? Em không thích người con gái ấy, mà dành thời gian cho chiếc điện thoại nó có nhiều ấy, kiểu là cô gái ấy là sống ảo quá ấy. Là em sống không thích. Ảo. Dạ. Còn gì nữa không em? Em nghĩ vậy thôi. Rồi. Mình cũng đặt ra nhiều tiêu chuẩn quá ha. Dạ chào chị ạ. À, dạ chào bạn. À, cảm ơn em. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao lâu nữa thì được nè? Em nghĩ từ 1 đến 2 năm, tùy thuộc vào mức độ tình cảm của hai người tiến tới đâu. Lấy nhau thì mình định sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Cái này thì phụ thuộc vào cả hai người. Nếu mà cô ấy thích về quê thì em đã có nhà, có đất. Cô ấy thích kinh doanh thì em sẽ tạo cho một cô ấy một cái cửa hàng để kinh doanh. Rồi. Còn nếu mà muốn ở Sài Gòn chẳng hạn thì em cùng cô ấy hùn lại mua một ngôi nhà nhỏ nhỏ, dễ thương hai người cùng ở. Nhiều đó thôi, nghe vậy thấy mình có cái chí hướng ổn định, ổn định, có đó. Kế hoạch là được rồi. Ha, rồi. Có chuẩn bị nghe tí. Rồi, ha. Dạ. Cái này được. Muốn về quê hay là muốn lập nghiệp trong Sài Gòn? Chắc em muốn lập nghiệp đây à? Chào em. Ôi chào anh. Là muốn về quê cũng được, ở trong đây cũng được. Dạ. Anh đã có định hướng sẵn hết trơn rồi. À. Nhưng mà sớm nhất là khoảng bao nhiêu anh có thể tiến tới được? Em chắc 1-2 năm nữa. Thích mấy đứa con? Chắc càng nhiều càng tốt anh. Hả? Cái này anh thích đó. Nổi không? Sao bạn trai? Em thích ạ. À. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ thôi. Nha. Dạ vâng. Được đấy. Anh thấy bên đây ổn không anh? Em ổn. Ổn ha. Hôm nay mình đi nhà chị gái Hương. Mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi cùng anh họ và bạn anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cùng chào anh họ. Chào anh. Nói chung thì nhìn bạn thì cũng được tiêu chuẩn, thì em gái thì chắc cũng tầm tầm vậy. Nói chung là ok.
tầm tầm mấy nhưng mà ok. Dạ vâng. Được rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì lời nhận xét ạ. Dạ. Rồi, bây giờ đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ, mới bay từ Bắc vào ạ. Ồ. Rồi, chào dữ. Em. Con chào chú Quyền Linh ạ. Con chào cô Cát Tường, chào tất cả vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Thì con xin được nói một chút về anh con ạ. Thì anh con là một người rất là hiền lành, thật thà, sống rất là tình cảm và có trách nhiệm. Chương trình sắp xếp cho hai người ngồi đây rồi thì con nghĩ là hai người cũng có một cái duyên. Thì con nghĩ là không có lý do gì mà hai người bỏ lỡ cái cơ hội này để tìm hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn con. Rồi, bây giờ mình kéo màn nha, để cho hai bạn gặp mặt xem trái tim nó có biến thành màu đỏ hay không. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh chào em. Em rất đẹp. Anh rất thích được cười của em. Anh quá khen. À, anh cũng muốn quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn. Mong em là thích nó. Dạ em cảm ơn. Em có điều gì muốn hỏi anh? Anh thấy phụ nữ mà đi làm nhiều quá, ít dành thời gian cho gia đình thì anh nghĩ sao ạ? Bây giờ phụ nữ rất là hiện đại. Dạ. Cái thời gian nó bận rộn quá nhiều nhưng mà họ vẫn có thể thời gian dành cho gia đình. Nên anh nghĩ là em cũng là một người hiện đại thì em sẽ tốt cái vấn đề đó. Dạ. Kế hoạch hẹn hò sắp tới sẽ là như thế nào? Em nghĩ là một tuần mình gặp 1-2 lần là hợp lý nhất. Lâu lâu khoảng một tháng hoặc là ngày lễ cái cuối tuần ấy, mình tổ chức đi chơi xa, Cần Giờ hoặc là Vũng Tàu, Phan Thiết này đó. Rồi có thể là tới Đà Lạt chẳng hạn. Dạ, Đà Lạt em cũng thích ạ. Anh mong là có dịp cùng em tới Đà Lạt. Dạ. Rồi. Anh có keo kiệt không? Em anh không keo kiệt không? Em không keo kiệt đâu chị ạ. Nãy tao mời đi chơi tùm lum hết trơn mà keo kiệt cái gì? Mời đi chơi thôi chứ chưa nói ai trả tiền mà. Ai đàn ông để phụ nữ trả tiền đúng không em trai? Vấn đề này thường phần lớn là do con trai tự trả tiền. Nhưng mà những cái khoản mà lớn quá ấy, nghĩ là con gái nên phụ một phần thì là nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như cái gì là lớn quá? Như là mình tổ chức đi xa thì mình ở nhà nghỉ khá lâu. Thì nên hai người phụ nhau chút. Gì cụ thể luôn đi. Bởi vì mình không tính, không thích cái tính keo kiệt. Ví dụ dần hai người muốn hai phòng là giá 1 triệu đi. Dạ. Thì sao? Hùng sao? Có lẽ em 70 hoặc 80 gì đó. Cô ấy có thì cô hùn mà không thì em cả cũng được. Ok. Này được, duyệt. Có keo kiệt không em? Dạ. Vậy là có keo kiệt không? Dạ cũng chưa biết anh. Đó rồi anh là chứng minh cho em thấy đó. Em nói đại cho bụng em đang nghĩ gì em nói đại đi coi em nói chị nói á. Sao đâu? Vậy có keo kiệt lắm không? Chắc không không. Tại mới gặp anh cũng chưa thể cảm nhận hết được. Bây giờ mình tỏ tình đi em, mình phải tỏ tình sao cho nó lãng mạn, mình thể hiện cái cảm xúc. Bây giờ mình mới gặp cô gái này mình thấy như thế nào? Anh không biết là em suy nghĩ như thế nào nhưng mà anh chưa chắc là anh là người tuyệt vời nhưng anh chắc chắn mình là người khá là tốt về trách nhiệm, tôn trọng gia đình, công việc là anh có thể đáp ứng được hết. Rất hay. Đấy, em phải cảm nhận những cái gì mà nãy giờ em suy nghĩ về anh ấy. Ha, cảm nhận rất là thật. Và hiện giờ cái cảm xúc em ra sao? Em thì cảm nhận anh ấy cũng hiền lành, thật thà, cũng dễ chịu. Nhưng mà một phần thì em cũng hơi ngại là quê cũng không được gần nhau lắm ấy. Cuộc sống bây giờ thì em thấy rằng cái đường đi nó cũng dễ lắm. Máy bay có thì tất cả nhiều, rất nhiều phương tiện để đi. Vấn đề chúng ta có đủ yêu thương, đủ rung động hay không thôi. Thôi, các bạn sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ phút rất là quan trọng. Như hết rồi. Anh ấy rất là chân tình, rất thích em ngay từ lúc cái nhìn đầu tiên. Và anh thấy rằng cái kế hoạch của anh ấy rất là trọn vẹn, rõ ràng. Quan trọng là trái tim em có rung động hay không thôi. Bấm nút là trao nhau một cái duyên nha. Bấm nút không phải làm bạn. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em. Em gái em suy nghĩ điều gì vậy? Dạ, có thể là trái tim em chưa thực sự rung động anh. Cái này thì anh nên đồng ý. Nên để anh nhường cho một bạn khác. Có cái này anh đồng ý nhưng dạ. Mà nếu mà nói xa quê thì anh không đồng ý. Không phải. Dạ. Bạn trai thiếu một chút xíu nữa thôi.
bạn trai rất là đầy đủ mọi thứ, nhưng có lẽ cái cách mình diễn đạt á nó chưa có được nó quá. Đúng rồi, tại vì phụ nữ mà người ta thấy như hồi nãy chị chờ đợi em, chị nghĩ thì cái này là cái suy nghĩ riêng của chị thôi. Đã nha à, có thể bạn gái đầu tiên là ưng bụng em đó, nhưng mà khi em nói cái đoạn mà chia tiền đó là cái chỗ đó em nói nó hơi bị nó không làm bạn gái cảm thấy rồi quá. Đúng rồi, tại vì cái chuyện đi du lịch chung mà ngủ khách sạn mà chia tiền thì chị thấy thật sự nếu chị phụ nữ chị nghe tới đó chị cũng nhột nữa. Anh cũng bảo vệ bạn trai không, cái này nè. Ví dụ như em nói mai mốt mình có những kế hoạch chung làm ăn hay là mua nhà mua cửa để tiến tới hôn nhân hay xe cộ con cái, cái đó mình mỗi ai cũng có lương mình xe. Cái tâm bạn, cái kế hoạch của bạn rất tốt, rất đúng. Nhưng mà cái câu đó ở ngày đầu tiên gặp gỡ mà nói thì phụ nữ người ta hay bị nhạy cảm. Nhưng mà nó cũng rất rồi nó hơi đầu, bị nó... Bởi vì hai người cũng cần đi làm, chưa có một cái cơ ngơi cho nó hoàn tráng lắm. Thành là lúc đi thì... Phải thì chưa đủ tiền để chơi gần thôi. Chứ đi chơi mà còn ngủ khách sạn chia tiền là chia làm sao. Cũng phải bạn gái phải hỗ trợ chút xíu. Không, cái này hơn bình thường đó mà. Không có gì đâu. Trời ơi, đã yêu nhau nói bạn rạch rồi thế thôi, chứ tôi tin chắc rằng thì đó, khi đi ra đến đó do cái cách nói mà thôi, mà không để bạn gái hùng 200 mình 800 đâu. Thì bởi vậy còn hỏi ông còn nói rạch rồi chia 73 nữa chứ trời ơi. Thôi không sao, nhưng mà đó là vẫn là quyết định và tôn trọng cái quyết định của hai bạn. Và vẫn hy vọng rằng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình đang còn đâu đó, hoặc là những người đang tham gia chương trình, đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ bấm chọn hai bạn, hai bạn và liên hệ với hai bạn. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Dạ vâng, dạ, em cảm ơn anh chị. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn. Bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ vâng, chị ạ. Chúc hai bạn sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng, cảm ơn anh. Em thích bạn nữ thì còn mỏm mỉm tí. Mỏm mỉm hả? Dạ. Em thích con trai cơ bắp à. Bên đây không có cơ mà có bắp. Như vậy là cũng một chút tiếc nuối cho cặp đôi vừa rồi, nhưng mà đó là sự lựa chọn của họ và mình tôn trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mang, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Em chào chị Cát Tường. Chào chú Huyền Linh. Cùng toàn thể các bạn. Rồi, ngồi đi bạn. Em chào anh Huyền Linh, với lại chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nữ kế bên. Wow, một chàng trai rất là năng động. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Kiều. Hôm nay em 29 tuổi. Em làm thiết kế trang sức ở quận Nhất. Em quê ở Đắk Lắk. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Long, hiện tại hôm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì công việc hôm nay của em đang là... giám sát kinh doanh, sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, 29 tuổi. 29 tuổi thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em, Kiều? Dạ, cũng vài mối tình rồi chị. Nhưng mà thường thì không có kéo dài được lâu ạ. Đó là tình trường của bạn gái đó, còn bạn trai thì sao? Em có trải qua một mối tình, kéo dài cũng được 2 năm. Và giờ nó cũng chia tay đây chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thôi, chúng ta bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình sẽ tìm một mối tình đi đến một cái kết thúc của hậu nào. Thì quan điểm của em thì bây giờ cần một bạn nữ có thể hiểu được về vấn đề cuộc sống, về những về công việc của mình. Còn về ngoại hình thì em thích bạn nữ thì còn mẫm mỉm tí. Mẫm mỉm hả? Dạ. Rồi gì nữa? Năng động, trẻ trung. Rồi anh chưa học bác có thể. Cũng phải nói nhiều được tí. Một người nói người ngồi nghe không có buồn lắm. Đó, một người nói người nghe cũng buồn, em nói chuyện với ảnh đi. Dạ, nói nhiều lắm. Nhưng mà em không có mụn miệng. Anh năng động thì có, mềm lắm anh. Sao anh, cái đó nuôi lên được em. Rồi em gái yêu cầu thế nào, bạn trai thế nào, nói luôn đi, cho bạn nghe luôn. Dạ, em thích con trai cơ bắp à. Hả? Cơ bắp hả? Bên đây không có cơ mà có bắp. Dán thể thao á, tại em năng động lắm, thích chơi thể thao. Mà hả, quen mà bạn không chơi cứ mình em chơi buồn. Em chơi thể thao môn gì? Hình như môn nào em cũng chơi á chị. Vậy hả? Nhưng mà thường thì em đá cầu là đánh cầu lông nhiều nhất. Bơi thì thỉnh thoảng thôi. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em nói chung là đa năng, thường là chơi đá banh. Vậy sao em chơi với anh được? Không, anh có nhiều thể thao em chơi được hết, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, tất cả mọi thứ. Nói chung dạ, là anh đa năng rồi. Mà hồi đó anh chơi rất là nhiều. Dạ bộ bữa nào đá cầu với em nha. Ok anh. Hello, cô ok. Rồi, có điều gì mình không thích ở người bạn trai không?
Dạ không thích con trai hút thuốc ạ. Trai có hút thuốc không? Dạ không chị ơi. Được rồi, còn gì nữa không em? Anh có thích đi phượt không anh? Anh cũng thích lắm mà tại vì chưa cơ hội để đi nhiều, tại vì đi một mình nó chán. Ủa vậy hả? Em tối nay em có đi nè, chạy bộ đi với em không? Được, tới luôn em ơi. Được, nhưng mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái, hồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Cái này giờ dễ chị ơi, cái phượt thì em cũng có kinh nghiệm rồi, nhiều lắm. Ông bây giờ đi chung phải hùng rồi, nhưng bây giờ đi hai người đó. Thì trong xe nói chung là về vấn đề đó thì cũng không có vấn đề gì anh ơi. Thí dụ nếu mình xác định đi thì có thể hôm nay mình lo, lúc không có thì bạn lo. Thì nói chung là em không có quan tâm vấn đề đó. Với coi ông kia có khỏe hay không nữa. Chơi đá banh thể thao gì mà vấn đề có khỏe hay không khỏe, đúng không em? Dạ, không khỏe, không chịu đâu, anh nổi đâu. Trời ơi, bự quá là đâu mà biết có khỏe hay không mà. Bự chưa chắc đã khỏe hình như thế. Leo núi, leo núi nổi không? Dạ dư chị ơi. Mình có tật xấu gì không? Nói chung của em là dễ bị dụ. Dụ làm gì? Giống như đi nhậu nhẹt rồi đó. Thì nói chung tại vì tính em rất là rủ rê. Dạ. Ở dụ tưởng đâu là dụ mình bị gạt, bị lừa cái gì. Thôi bây giờ kế hoạch hôn nhân nè, bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ từ khoảng 1 đến 2 năm. Nghĩa là hiện tại nếu em tính thì có thể em lập nghiệp ở Sài Gòn trước. Sau này nếu ổn định một thời gian á thì có thể em về quê. À rồi để chị hỏi thử coi. Rồi hôm qua anh hỏi cô gái bên kia coi những vấn đề nãy giờ. Chào em. Nãy giờ anh đưa ra những cái vấn đề đó thì em thấy ổn không? Dạ, nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Tại vì công việc của em thì ngành thiết kế trang sức thì nó hơi bị kén chọn vùng miền một cái. Tại vì nó ở Sài Gòn thì nó phát triển nhất rồi. Đúng rồi. Không là nó phải ra Hà Nội. Nếu như hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em nghĩ cũng phải 1-2 năm. Rồi vậy là giống ý bên kia ha. Dạ. Thế hai người có thể hợp nhãn chút xíu rồi đó. Em có ý định là mở cái tiệm gọi là sản xuất về đồ ăn? Đồ trang sức hả? Dạ cái tại vì em làm bên vàng bạc, nếu mà cái đó phải có nguồn kinh tế mạnh thì mới làm, còn không thì mình có thể chuyển qua những cái đồ handmade mà tuổi teen hay sử dụng á. Bây giờ cái đó cái xu hướng cũng tốt mà. Nhưng mà vốn mạnh là mạnh khoảng nhiêu thì mở được, em nói thử có anh đề nghị anh này. Dạ phải tiền tỷ à. Tỷ hả? Dạ nếu mà tính vàng thì cũng phải tiền tỷ trở lên. Đúng rồi, tiệm vàng mà. Mấy cái đồ mà tuổi tin á thì khoảng nhiêu? Dạ em không có nghĩ ra, nhưng mà ý là cũng ít thôi, cũng 30 triệu thôi chứ. 30 triệu hả? Vậy cái này trước đi. Cái này trước. Dạ. Xong rồi cái trang trước sức sao nha. Dạ nói chung là bạn có kế hoạch, có chí hướng làm ăn thì đúng rất rồi. Là tốt. Mình gặp người thân cô góp ý sao nha. Em đi với ai? Dạ em đi với những đồng nghiệp cũ của em ạ. Đồng nghiệp cũ? Dạ 500 anh em của em. Sao còn sót lại có 3 bạn à? Rồi chào các bạn, chào 500 anh em của bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Nói chung là em cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà bạn ấy thì cũng rất hiền, lành tính, cũng biết lo cho mọi người. Còn bạn gái ở đây thì ba bạn em thì thấy rất là ok rồi. Còn phụ thuộc vào ý của hai bạn ấy rồi. Rồi cảm ơn bạn. Mình có đi với ai không em? Dạ em đi với bạn cùng công ty ạ. Cũng bạn cùng công ty luôn ha. Dạ. Rồi chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em là Hàng Ly, em cùng công ty với lại Kiều. Thì em thấy là Kiều là một người nấu ăn rất giỏi, khéo tay. Em thấy anh bên này thì cũng được, cũng hợp tính với Kiều ạ. Nên là hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn các bạn. Quan trọng là bản thân hai bạn thôi ha, khi kéo màn lên mình có cảm xúc gì với nhau hay không. Còn bạn trai nghe, chuẩn bị tinh thần kéo màn lên là hát hò nhảy múa, nghe nói bạn nhiều tài lắm. Kéo màn lên. Rồi hai bạn. Rồi mình tặng nè. Cảm ơn. Nó banh nó chạy kiểu gì mà ông mập vậy trời. Em cảm ơn quà tặng anh. Đồ handmade anh. Mở ra coi người ta làm bằng tay rồi đẹp không? Có đẹp thì đầu tư cho người ta mở tiệm đi. Ủa. Đẹp quá bạn, cho tôi mượn đây bạn. Ồ, bạn làm cái này đó hả? Dạ. Mình có cái khiếu rất tốt rồi. Thôi bây giờ đầu tiên bạn trai nhảy popping giới thiệu cho chào sân cái coi. Không có nhạc sao nhảy anh? Có nhạc luôn. Trời lo gì. Ba tổ chức chuẩn bị nhạc tháng nay rồi. Anh nhảy đi, em cũng ủng hộ.
Em vỗ tay nhiệt tình. Nhạc gì vậy? Lớn nhạc lên. Dữ chưa? Trời mập mà dẻo quá. Wow. Chào sân ấn tượng hơn em gái. Được không em? Dạ. Cảm giác thế nào? Thích. 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 Mắc cỡ quá. Thôi bây giờ hai bạn bắt đầu chúng ta tính thời gian nói chuyện nhau nha. Ừ thì em có gì muốn nói anh không? Thì ưu tiên nói trước là em anh thở tí. Em nghĩ là anh chắc phải huấn luyện anh vài khóa leo núi với em cho có cơ bắp. Ông thì hồi trước anh cũng có tập tạ. Dạ. Nhưng mà tại cái em này thích... việc nó tập lộn nó phù lên vậy. Tại vì những cái gì em chơi là phải anh phải chơi thích... được đúng không? Đúng rồi, phải thích nó hơi mạo hiểm một chút. Ví dụ như độc hành lượn đèo chẳng hạn. Nếu mà anh có cơ hội anh nên đi Tây Bắc một lần, xong rồi anh tự thuê xe anh lượn vòng đèo rất là phê. Chưa thử biết nhưng trong anh cũng tò mò. Dạ, bữa nào em dắt anh đi. Ok, dắt đi chơi để nó xỉu. Dạ đúng rồi, để em hô hấp nhân tạo. Mình hãy nói một phút những cái suy nghĩ thật trong lòng mình. Từ nãy giờ cảm nhận anh ấy như thế nào bạn? Bạn tốt, về sức khỏe thì đi phường với em nhiều một chút xíu nữa cho nó cơ bắp lên. Còn về chuyện sau này thì em nghĩ là hẹn hò hay gì đó rồi mình có thể mình thấy có sự giao hòa hợp với nhau hay không rồi mới tính tiếp được ạ. Dạ. Cho nhau một cơ hội. Dạ, đã lo vậy. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm nút theo sự rung động của con tim, không vì bất cứ điều gì cả các bạn nha. Bấm nút là chấp nhận tìm hiểu nhau và yêu nhau để tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Một, hai, ba. Chàng trai dễ thương mà cô gái cũng dễ thương, cũng vui tính nữa. Hai bạn tôi thấy rằng là một cặp cũng hài hước, cũng rất là hiện đại đấy. Nắm tay nhau thử xem nào. Hô hấp nhân tạo đi, ai xỉu ai hô. Hãy hôn nhau lần đầu tiên gặp mặt các bạn. Thế hơi kỳ kỳ. Em với người giả bộ nhắm mắt đi nha. Mới tình trước thì đã hôn một lần rồi. Hôn có một lần rồi hả? Cảm giác như thế nào? Nó chỉ vui thôi chị. Hôn mà vui hả? Xin chào cả nhà, Tường đã vào vị trí của mình rồi và bạn nam cũng đã chờ đợi khá lâu. Tường sẽ ra bên ngoài để dẫn bạn gái vào, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay nha. Rồi, ghế bên phải. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra, đây chị phụ cho. Bây giờ mình nói thiệt là lớn lên cho bạn ấy nghe được tên tuổi, công việc, quê quán của mình hiện tại như thế nào nè, mời em. Dạ, mình tên Nguyễn Thành Tâm, năm 1989. Hiện tại em làm công việc sơn nước ở tại quận 7. Sơn nước là sơn nhà, đồ hai em hay là sơn dạ, công trình? Sơn nhà, nói chị làm tư nhân. Mình làm công việc này lâu chưa? Dạ, cũng 8 năm. Vậy là cũng kỳ cựu trong nghề rồi ha. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở An Giang. Rồi hiện tại mình đang sống ở đâu? Dạ, quận 7. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Phạm Thị Lý Quỳnh, em 30 tuổi và em sinh ra ở Long An. Và giờ em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang sống ở chỗ nào?
Dạ, em sống ở quận 6. 6 với 7 cách nhau có 1 quận rồi, không biết đi xa không nữa. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh biết nấu ăn, biết ca hát, hát những bài hát của Hồ Duy Trung. Ghê, dạ, muốn nghe hát không? Muốn nghe không? Rồi, mời em làm thử một khúc. Và nếu như yêu được em, anh sẽ mang tất cả những gì mà quý nhất trên đời anh, xin dâng tặng cho em hết. Sẽ nhốt em yêu vào tim, không cho một ai xâm chiếm. Duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em. Hay, hợp không gian quá ha. Có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu à, hơi nóng tính à, nhưng mà chịu ngọt. Rồi mình nóng với người ta mà mình bắt người ta phải ngọt với mình, kỳ vậy. Nóng quá khi lại dù có bạn gái gì ạ, lại ôm cái cũng được. Vậy hả? Rồi giả tỷ lúc bạn gái giận thì em làm gì? Thì em năn nỉ xíu ôm ấy. Nói chung cái cách thức của bạn này, ai giận cũng cái việc ôm đi là hết giận. Em đang nóng phừng phừng mà người ta vô tao ôm em rồi rủ em quýnh ta làm sao? Không quýnh đâu, không quýnh thì chị. Không quýnh hả? Quay mời chỗ khác thôi. Chắc cú nha, mai mốt giận nhau là em đang nóng mà bạn gái tới ôm là ôm lại cho không được quýnh nha. Dạ, có em đâu vũ lực cái gì. Được. Thế còn em, điểm dạ. mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng, em vui vẻ, em tự lập, em nhiệt tình với bạn bè đó. Điểm yếu của em là em hay thẳng tính, em hay nói thẳng lắm, với lại có hay nóng tính. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì phải có một bên nóng, một bên nguội. Hai đứa nóng hết là không ai ôm ai đâu, là tiêu luôn á nha. Tình trường sao cưng? Dạ, em có một mối tình chắc cách đây cũng 3-4 năm rồi chị. Ừ. Bạn đó cũng cỡ tuổi em rồi. Bỗng một ngày đẹp trời, cái bạn nói là bạn nhớ, bạn thương người yêu cũ hơn rồi vậy thôi. Quen được bao lâu? Dạ, 1 năm hơn. Nhưng mà trong cái quá trình quen năm hơn đó có những cái biểu hiện gì lạ không? Dạ không, rất bình thường, rất là êm đềm, không có gì hết. Có liên hệ với bạn gái cũ mà em không biết không? Dạ, cái đó thì chắc có đâu người ta giấu ở nhà đâu, không biết. Đi với em là bình thường, không có biểu dạ, hiện gì thường, hết? Dạ, bình thường, cất điện thoại luôn, không có biểu hiện gì lạ hết á. Có móc ra móc vô nhắn tin bí dạ, ẩn đồ không? Dẹp luôn điện thoại á mà. Vậy là dẹp luôn cũng bí ẩn. Mọi người rút kinh nghiệm nha. Khi mình đi chơi với bạn trai hoặc đi chơi với bạn gái mình, nếu người ta cứ nhắn lắm là lắm lét không cho mình soi coi cũng bí ẩn. Mà nếu người ta dẹp luôn cái điện thoại cũng bí ẩn. Tại vì người bình thường điện thoại cứ để đó, nhiều khi nhà gọi, công việc gọi vô, bạn bè gọi vô, đúng không em? Đều đi chơi với em là không đem điện thoại theo. Dạ. Vậy là, trời, em dở quá. Em mà gặp chị Tường sớm là chị Tường đâu quên địa chỉ em, chứ đâu có để bị gạt năm mấy vậy. Người ta vẫn còn liên hệ với bạn cũ. Cho nên khi ta đi chơi với em, ta để điện thoại ở nhà. Em đi chơi bạn gái em có cầm điện thoại theo không? Dạ có. Nhiều khi công việc ta gọi vô, bạn bè gọi, kiếm gia đình gọi, đúng không em? Dạ đúng. Để ở nhà rồi hồi người ta về, ta lại tiếp tục gạt cô kia. Ảnh ở đi công việc rồi bận máy rồi quên rồi này kia. Rồi sau một thời gian gạt cả hai cô, anh ấy quyết định chọn một cô thứ ba. Rồi không, tình trường mình như thế nào? Cũng có một mối tình mà chia tay cách đây cũng khoảng 3 năm. Rồi cũng lo làm kiếm tiền vậy á. Cũng có quen một hai cô gái giờ xong rồi đánh đá quá. Rồi quá đủ cả nắm vậy. Không, tùy theo cô thôi chị. Có cô vài tháng, cô cũng cả năm. Nguyên nhân chính để chia tay là lý do gì? Dạ cũng cô ấy cũng rủ em đi shopping rồi cũng vậy, đi chở đi cũng một lần hai lần cũng 2-3 triệu vậy, em không tiếc. Thì sau đó cứ một tuần lại cứ bắt em chở đi 2-3 lần đi hoài vậy đó. Tiền đâu shopping hoài vậy? Bởi vì em thấy tiền bạc làm cực khổ quá, đi mua đồ quá, thấy giờ không tới đâu. Rồi thôi em rút lui. Là em gặp cái người chưa đúng, cái người yêu thương mình rồi. Tại thật sự khi yêu thương mình là người ta chỉ chia sẻ buồn vui trong cuộc sống thôi. Dù ăn uống hàng ngày phải tùy theo cái khả năng, người ta biết cái khả năng của em, người ta đâu có đòi hỏi quá cái sức của em. Dạ. Thôi chúc mừng hai bạn luôn. Vì có những mối tình đã chia tay mà hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai là biết quan tâm, công việc thì chỉ cần ổn định là được rồi. Ừ. Cao khoảng 1m7 thôi, không có cần cao hơn. 1m7 phải không? Có da có thịt, khỏe mạnh. Mắt mũi miệng. Mắt mũi miệng thì đầy đủ. Đầy đủ. Rồi. Còn em? Cũng cần người bạn gái biết quan tâm và chia sẻ những khi em buồn cũng vậy, và những khi công việc mà áp lực quá cô ấy cũng quan tâm hỏi chút xíu cũng được. Lúc em giận thì có người ôm phải không? Dạ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao khoảng 1m55, nặng khoảng 50kg được.
Này 55 nè, mét 55 nè, nhưng mà nặng này chắc cỡ không tới 50kg đâu, chừng 45-46kg à, phải không? Dạ. Có cái gì tật xấu gì của bạn gái mà em không thích không? Xấu em thích nói nhiều. Có nói nhiều không em? Em nói nhiều lắm. Gái ai cũng nói nhiều hết ông ơi. Người ta nói nhiều miễn người ta đừng có nhây, người ta nói đúng là được rồi, nói vui được rồi. Không, nó nói nhiều vui là được, chứ đừng nhây quá, nhây cũng không thích đâu. Thế em không thích điều gì nhất ở người bạn trai? Kiểu gia trưởng với lại nhậu nhẹt mà kiểu bê tha luôn á. Có không? Không, anh không gia trưởng. Nhưng mà có nhậu nhẹt bê tha. Nhậu nhẹt uống khoảng 3 uống chai thấy vừa sức kiếm chỗ ngủ. Nào giờ ói mửa rồi rơi rớt ngoài đường chưa? Dạ chưa. Mình định lập nghiệp ở đây hay định về quê? Định về quê lập nghiệp. Về quê? Phải hỏi bạn gái coi bạn gái chịu về quê không chứ? Em nếu em chịu thì em về Vĩnh Long với anh lập nghiệp. Ủa Vĩnh Long hả? Ủa Vĩnh Long hả? Không, Vĩnh Long mà chỉ nhà ngoại với thôi, tính lập nghiệp chứ. Tính lập nghiệp Vĩnh Long? Dạ. Về quê chị á? An Giang không phát triển. An Giang không phát triển. Vì sao không về cái gì? Về Long An đi. Long An nó cận thành phố Hồ Chí Minh nè, về lập nghiệp Long An đi. Cái chỗ nào mà mình làm ăn được thì ở đó là lập nghiệp cũng được. Nếu mà làm ăn được hay không là do cái khả năng với lại cái cách làm ăn của mình thôi. Chứ ở đâu thì người ta cũng sống được. Nói chung ở đâu là đất lành thì chim đậu. Tùy theo cái năng lực, chủ yếu là yêu thương nhau. Rồi, bây giờ hai bạn cho xem những hình ảnh của mình để bên kia thử đoán xem coi có thể nhận ra được người đối diện không. Rồi, các bạn có 30 giây để quan sát. Nhận ra không? Chứ em đoán. Làm nghề sơn nước. Ủa tại sao em lại ba chàng mà em lại chọn chàng ở giữa? Tại thấy bạn cao cũng vừa mà cũng mập mạp. Hay quá ha. Rồi, cứ nhìn nó đi. Ở giữa. Ở giữa luôn. Đâu, để tôi coi ở giữa luôn. Rồi, xin mời chúng ta hãy kiểm tra một lần nữa xem sự chọn lựa của mình ngày hôm nay có chính xác hay không. Cả hai bạn đều chọn người đứng chính giữa. Cả hai bạn đều trùng khớp đưa cho đối phương xem một tấm hình chỉ có ba người. Và đúng, mình là nhân vật trung tâm ở giữa. Chúc mừng hai bạn, phần đoán đúng hết. Hay quá. Cũng muốn quà tặng cho em. Dạ, cảm ơn anh. Đó là 11 bông hồng cũng như là cho một đời một kiếp. 11 bông hồng, chứng tỏ một đời một kiếp. Chà, cái vụ này mới. Quan điểm này ở đâu ra vậy em? Dạ, quan điểm này lâu rồi chị. 10 năm trước em đã chuẩn bị rồi. 10 năm trước chuẩn bị? Tặng 10 người rồi hả? Tặng bao nhiêu dạ, người rồi? Dạ, 10 năm trước là có cô chủ nhiệm á. Rồi sao? Cô chủ nhiệm chỉ là nói cho em biết cái đó thôi. À, tự nhiên nói cô chủ nhiệm, tưởng yêu cô chủ nhiệm hết hồn hết vía. Ông này cũng làm tôi hồi hộp ghê luôn vậy. À, được rồi, hai bạn có một cái cuộc gặp gỡ Tường thấy rất là vui, rất là thú vị. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những cái món ăn ngon. Bởi vì chương trình của mình là hẹn ăn trưa. Đói bụng rồi ha, xin mời nhà hàng cho món ăn lên. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức. Wow, nhìn đồ ăn hấp dẫn quá. Xin mời hai bạn thưởng thức món tôm càng xanh nướng và món sushi sashimi. Trời ơi, thưởng thức vừa ăn ngon nhưng mà nhớ đừng có quên trò chuyện nha. Tìm hiểu tâm tư tình cảm ha, nguyện vọng, bàn chuyện đám cưới, bàn chuyện hẹn hò luôn nha cưng nha. Ít phút sau chị Tường sẽ quay lại ha. Xin mời. Mời em. Dạ em mời. Anh thấy em đạt bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của anh? Không, em là quá tuyệt rồi. Đúng như người anh lựa chọn. Anh đi làm thì xong ngoài giờ làm thì anh đi thường làm gì? Anh thường đi làm gì á, rồi cũng đi thỉnh thoảng ra đi uống cà phê với bạn bè tí xíu thôi. Rồi đi về ngủ. Anh còn ở chung với ba mẹ hả? Còn. Anh thì tự lập lâu rồi. Em ở chung với ngoại thôi, ngoại trên đây thôi chứ em cũng tự lo, chứ em cũng không có lệ thuộc ngoại ăn uống này nọ, là chỉ ở cho đó thôi.
Sao anh không hỏi em gì hết trơn hả? Giờ anh rối anh cũng không biết hỏi gì luôn á. Em làm em rối à? Không, em làm anh rối á. Em nhận xét về anh như thế nào? 2 điểm 10 thì anh 8 điểm. Vì em 10 điểm. Cảm ơn anh. Thấy anh cũng vui tính ra. Không, anh hiền ít nói em ơi. Em nói nhiều lắm. Kể cái gì nữa mình chỉ vì vui em nói anh nghe. Chuyện buồn không nói hả? Không thì chuyện buồn em chia sẻ anh chút cũng được. Thường thường á thì em đi làm về thì em chỉ thích thì uống trà với bạn thôi chứ cũng không có cách đi mua sắm lắm. Thì thỉnh thoảng là mới đấy mà mua sắm á thì cỡ lãnh lương hay gì thì mua lần trong một tháng á thôi chứ em không có thích đi mua sắm nhiều. Sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu có điểm anh dắt em đi chơi được không? Ở đâu anh? Ở quận 7. Ở đâu? Không, điểm anh chọn sẵn à. Bí mật. Trời, bí mật. Được thôi, đâu có gì đâu. Được. Được anh. Nhưng mà anh phải báo trước em để em sắp xếp nè. Tại vì công việc của em là nó... Ủa, em làm... em làm công việc gì? À, em làm nhân viên bán hàng ở siêu thị Cấp Mắt. Siêu thị Cấp Mắt? Ở quận mấy? Ở quận 6. Quận 6 gần mà. À, thì gần, quận 6, quận 7 gần. Ừ. Đổi cho em, anh cho em tặng con tôm nha. Lột cho cái em chứ. Nhiều lắm. Đúng, quên. Trời ơi, đổi cho em con tôm mà không lột đây nè. Lột sẵn rồi nè, ta lấy cái nĩa người ta ấy ra. Nhà hàng ta lột cho mình rồi đó. Anh ra lăn xíu đi nè. Không, tại em gói quá chị. Rối quá phải không? Được, không sao. Rung quá. Em có làm gì đâu, anh rung dữ vậy. Rung là có cảm xúc đó em. Em cảm ơn anh. Rồi, dễ thương quá à. Rồi ăn đi, bóc hoài. Không, em... Lột cho bạn gái nữa hả? Dạ. Trời ơi, ra lăng dữ luôn. Ngồi lột tôm cho bạn gái không là thiệt chết luôn á. Thôi để cho anh ta làm xong cái nghĩa cử đó đi cưng. Đó. Em. Rồi em. Trời ơi, thương quá. Đó. Rồi, để cho hai bạn hiểu nhau hơn, chị Tường sẽ cho các bạn bóc một vài cái lá thăm. Trong này là những yêu cầu dành cho đối phương thực hiện. Mình đọc lớn lên. Rồi. Bạn từng hôn người yêu chưa? Cảm xúc lúc đó? Khi mối tình trước thì em đã hôn một lần rồi. Hôn có một lần rồi hả? Cảm giác như thế nào? Nó chỉ vui thôi chị. Hôn mà vui hả? gọi là hạnh phúc trong lúc đó thôi. À. Thế em thấy hôn em cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là hôn rồi đúng không? Thế lúc em hung thì cảm giác em như thế nào? Sướng. 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 Em có nhớ nụ hôn đầu tiên không? Nhớ có lần... Lớp mấy? Lớn rồi chị. Cũng mấy năm trước. Dạ. Mới hôn cách đây mấy năm trước à? Dạ. Nụ hôn đó kéo dài bao lâu? Một phút mấy. Một phút mấy? Một phút mấy là hơi ngợp thở đó nha. Thấy sao trong người sao? Sướng nữa hả? Tại như em hỏi bạn gái cho anh hung cái nha. Thì bạn gái chịu nói anh hung đi. Tại em chủ động đúng không? Hung dạ. Ở đâu, hung ở đâu? Dạ ở công viên. Công viên, có người không? Dạ chị lúc đó cũng vắng cũng... Đâu cần để ý xung quanh nữa, chỉ cần em cho là hung thôi đúng không? Dễ thương. Rồi mời em gái. Hãy bóc một lá và đọc lớn lên yêu cầu bạn trai thực hiện. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Giờ anh làm như cười. Thì em làm đi. Em làm sao mà cái mặt em xấu mà ta cười đó. 1, 2, 3. Ô, nhìn mặt em ai cũng thấy cười gì? Sao vậy? Sao nhìn mặt em ai cũng thấy nhiều cười? Bạn, mấy bạn nói nhìn mặt mày cũng thấy tao mất cười nữa. Những đứa nói nhìn mặt mày thấy cọc quá. Bây giờ em làm, nhưng mà bây giờ tao làm mặt xấu cho bạn gái cười đó. Vậy em nhìn bạn gái em làm sao bạn gái cười là em được, còn không là em bị phạt á. Một... Dạ em không biết làm sao chứ. Bạn gái nhìn em cũng cười vậy chị. Nhưng mà em phải làm xấu. 1, 2, 3. Làm gì vậy? Làm gì đâu, làm đi. Em vừa ý làm xấu chứ. Làm đi. Giống như em chọc con nít, em hù con nít gì đó, em làm sao?
Em chưa có, em chưa từng chọc đứa nít nào chưa. Và nhầm đứa nó thấy em nó sợ nữa. Thôi bây giờ em chọc bạn gái, giờ bạn gái đang giận em nè, không thèm nói chuyện nè, không thèm nhìn em nè. Em kêu em cái em làm gì cái mặt em cái cho người ta hết giận nè. Được. Được rồi, làm đi. Mình biết anh có lỗi mà. Có lỗi xin lỗi thì thôi, gì đâu. Xin lỗi đâu, đâu thấy xin lỗi gì đâu. Em xin lỗi em nha. Em đâu có lỗi cho anh xin đâu. Bởi vì em không có lỗi, em nói gì hết. Đó, bạn gái vui hả chị? Vui không? Em nói gì bạn gái cười là có thể là tha thứ cho em á. Được không em? Dạ được. Giờ nhìn mặt nó mắc cười lắm hả? Nhìn mặt nó mắc cười này. À, được rồi. Lần đầu tiên gặp bạn gái, khi mà cái cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm xúc của em thấy như thế nào? Đầu mở cánh cửa ra em thấy con gái là nhìn quá xinh rồi. Em cũng thấy em rung động. Thế còn em? Bạn thì đúng là hiền mà ít nói thiệt. Mà em nhìn mặt bạn là em cứ mắc cười. Mắc cười đó có nhiều ý nghĩa. Đẹp, độc và lạ. Vô dạng nào? Mình chắc lạ. Lạ. Nhưng mà cảm xúc trong người em thế nào? Em cảm thấy như thế nào? Em thấy vui khi nói chuyện với bạn này, mà thấy được là bạn ít nói quá. Ủa? Thì ở gần hai đứa thì dễ nói chuyện hơn. Em thấy nó, nếu mà nói chuyện, chia sẻ bình thường thì đâu cũng nói được mà. Đâu cần nhất thiết phải hai người mới nói được đâu. Em sẽ cố gắng nó làm cho em vui, không làm cho em buồn đâu. Là phải nói nhiều hơn chút xíu. Thì anh nói nhiều hơn xíu. Thôi được rồi, đó là một chút xíu thời gian dành cho hai bạn. Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn hãy suy nghĩ lại thật kỹ một lần nữa rồi đưa ra quyết định của mình. Nếu bấm nút là chúng ta trở thành một cặp đôi để tìm hiểu nghiêm túc để có thể tiến tới được hôn nhân. Đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. 1. Em nhấn nút nè. 2. 3. Hết thời gian. Ổng rủ người ta nhấn nút mà tôi thấy cái tay ổng nhấn chậm hơn cái tay bên kia. Bạn gái dứt khoát 1, 2, 3 kịch. Em chậm hơn người ta một nốt. Lý do? Lý do? Em sợ em hơi rung. Rung hoài vậy? Chạy bấm nút mà cũng rung nữa. Cũng bấm không ăn vậy. Rồi rủ như vậy mà hết thời gian hạn rồi chị la là cơ hội đã qua rồi, em nghĩ sao? Đó, sao nắm tay tôi chưa kêu nắm mà nắm rồi. Nóng vui nở rung chị. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên lên má để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Dạ. Được không? Dạ được. Xin đi. Em cho anh hôn cái. Cái này ổng lẹ lắm, ổng không có chậm. Bấm nút đồ nói chuyện cũng rất chậm. Nhớ bạn gái thích nói nhiều một chút, chủ động. Phụ nữ người ta yếu điệu, thuộc nữ người ta cần phải chậm hơn mình phải nhanh hơn một chút. Rồi, chúc mừng ha. Gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim tại rạp xem phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây sẽ có một không gian để các bạn vừa xem phim vừa tìm hiểu nhau ha. Chúc hai bạn tìm hiểu nhau thật kỹ và có thể là sớm báo tin vui cho chương trình ha. Tôi chúc mà hai bạn không nghe luôn, hai bạn lo xăm xôi cái vé xem phim. Cố gắng có gì sớm sớm báo tin vui cho chị nha. Dạ. Nhanh nha. Dạ. Từ từ tìm hiểu, lát ra khỏi đây đã, cái gì chưa gì đã nắm tay rồi. Lo nhìn vô cái vé xem phim không à quý vị. Cặp đôi này thật là vui quý vị ha. Nếu như họ đến được với nhau thì thật sự là rất là hạnh phúc. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Trời, mình về không bên được người ta luôn. Cái xong em cũng không biết là người ta cũng bị sinh đánh giống em. Ngày nào cũng nhớ hết đó, ngày nào cũng nhớ người ta luôn, cũng nhớ cái khuôn mặt đó. Là mới tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Thì lúc đó là thì... con trai hay con gái nè, để tôi hỏi là anh luôn á. Dạ, con gái. À con gái, tưởng đâu là em chuẩn man nha. Em thì thích một cô gái gọi là
không cần cao quá, lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương, lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương, có lùn lùn tròn tròn nữa hả? Có lùn lùn tròn tròn. Ồ, bên có ai lùn lùn tròn tròn bên đây có hết nha. Nhìn tới đây là hết. Nhìn tới đây là hết. Em không muốn quen người bằng tuổi nữa. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Hình như là bữa hổm là có mấy cặp đôi lấy nhau đó, có mời em không? À, có gửi cho em cái qua cái Facebook đó, hình có cưới. Đi hôn. Hình cưới. Và rất là vui nha quý vị, như vậy là đã bắt đầu có những cặp đôi tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đã kết hôn với nhau. Dạ, đúng thật rồi. Ra chương trình mình là còn non lắm, mình mới có một năm chứ nhiêu. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Dạ. Mình phải chuẩn bị, mình phải vài năm nữa rồi mới có những cái gala, có những cái kỷ niệm, rồi mới có những cái cặp đôi họ đôi khi là nhau, họ lấy yêu nhau, họ cưới rồi con. Đem con đó. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi những cái điều đó nha quý vị, đó là những điều rất là hạnh phúc để chúng tôi cố gắng thực hiện cái chương trình ngày càng chất lượng hơn nữa, để cho quý vị tin tưởng. Ai mà còn đang độc thân, đang loay hoay tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy mạnh dạn đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Và gặp ông Mai bà mối rất là dễ thương. Và ngày hôm nay thì với một cái tinh thần hào hứng như vậy, chúng tôi xin chào đón quý vị đến với hai bạn nam của chương trình. Xin một tràng pháo tay chào đón hai bạn nam. Rồi, ngồi xuống đi hai em. Và bây giờ bên đàn gái mời hai cô gái xinh đẹp của tôi. Dễ thương quá trời, xinh đẹp, xinh xắn luôn. Bây giờ trước khi mà bắt đầu vào chương trình thì tôi xin chia sẻ với các bạn nha. Các bạn đến tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, mỗi người sẽ có hai cơ hội. Mình ngồi ở ghế màu đỏ nè, mình ngồi ở ghế màu xanh nè. Mình có quyền lựa chọn đối phương ngồi ở ghế giống như cái màu của mình, hoặc cũng có thể là ở chiếc ghế màu ngược lại. Hiểu chưa ạ? Rồi bây giờ em trai sẽ giới thiệu trước nha, em tên là gì? Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Anh Tuấn ạ, năm nay em 26 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em hiện tại thì là diễn viên tự do, em đến từ thủ đô Hà Nội ạ. Tuấn vào đây lâu chưa? Em vào đây cũng khoảng được gần một năm rồi ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tuấn? Sở trường của em thì có thể là nhảy nhót và thả thính. Điểm yếu của em thì có thể là em hơi khó tính trong tình yêu ấy ạ. Có nghĩa là em là một con người yêu rất là nghiêm túc ấy ạ. Là phải chọn vô cùng kỹ lưỡng ấy. Mình có hơi cổ điển quá không? Đúng rồi ạ. Ồ vậy luôn á hả? Vâng. Mà làm diễn viên tự do mà cái nghề nghiệp nó phải phóng khoáng một xíu mà mình lại cổ điển. Phóng khoáng trong vai diễn nhưng mà lại không phóng khoáng trong đời thực. Hay. Rất ngại ngùng trước mặt những cô gái xinh đẹp. Giả dụ như là ngồi trước chị Cát Tường đây là em rất run ạ. Vậy sao thả thính được? Sao nó mâu thuẫn vậy? Thả thính mà run sao thả thính? Thả thính những cô gái bình thường thôi, còn những cô gái xinh là cứng họng luôn đấy. Thả thính những cô gái bình thường thôi, còn những cô gái xinh là cứng họng luôn đấy. Rồi. Khéo miệng quá ta. Khen tôi là biết thả thính rồi. Rồi, đó là một số những thông tin của bạn Tuấn ngồi ở ghế màu đỏ. Bây giờ là cô gái ngồi ghế màu đỏ, em giới thiệu về mình đi. Em tên là Dương Thúy Trinh ạ. Em sinh năm 2003. Em là sinh viên năm nhất. Em cũng làm một mẫu ảnh tự do luôn ạ. Dạ, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mục đích tới chương trình này là gì? Dạ, để tìm một người phù hợp với mình. Phù hợp với mình. Rồi bây giờ thế mạnh, thế yếu em là gì? Em thì rất là hòa đồng, vui vẻ luôn. Em thường là gây một ấn tượng tốt với người ta. Em rất thích nhảy và em rất thích shopping, du lịch và trải nghiệm nhiều thứ mới. Chắc cặp đôi màu đỏ ngồi ghế đỏ này lát tôi cho nhảy cùng nhau quá. Thiệt á. Bên đây chàng trai cũng nhảy, bên đây cô gái cũng nhảy, không biết là phải nhảy cái gì. Không, thật sự là em không phải là những chuyên nghiệp, em không biết nhảy nhưng mà em rất là thích nhảy luôn. Điểm yếu. Điểm yếu hả? Phải có điểm yếu chứ. Điểm yếu. Mình phải phát hiện được điểm yếu mình chứ. Em não cá ràng rồi, sao mà hay quên. Em cũng không phải là gọn gàng lắm. Em không giỏi trong việc nấu ăn. Thật sự là nhiều bạn trai thì thích các bạn nữ nấu ăn, nhưng mà em thì không giỏi mảng đó. Em là một người rất nhạy cảm, rất dễ tổn thương. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến em khóc. Em bị suy nghĩ nhiều. Rồi, đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Mời bạn trai ở ghế màu xanh bắt đầu giới thiệu thông tin của mình nha. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Hai bạn nữ dễ thương bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trí, nickname của em là Phương Nguyễn. Thì năm nay em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa sao tự nhiên lại là lấy cái nickname mà không dính gì tới cái tên vậy? Hồi đó là em là khó nuôi á, nên là khi mà nội mới là cho thầy nuôi.
thầy mới đặt tên là Phương, trong giấy tờ là tên Trí. À, ở ngoài là tên Phương. Dạ đúng rồi. Bây giờ em thích tên Phương hay tên Trí? Em thích tên Phương. À, vậy thì cứ tên Phương. Dạ, công việc hiện tại của em là photographer, diễn viên tự do, là CFO của anh Biển Ánh Sáng, dịch vụ cưới hỏi, PA, quay phim chụp hình. Bây giờ cho chị hỏi một xíu về điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Là vui vẻ, hòa đồng, em cũng biết nấu ăn, biết chụp ảnh, có thể chụp ảnh cho bạn bạn nữ. Vậy là cũng tốt, công việc cũng ổn định ha. Dạ. Điểm yếu của mình là gì? Gặp các bạn nữ mà xinh á thì em cũng rất là run. Trời ơi, chụp hình ta là bạn nữ đi chụp hình là đẹp rồi, mình run rồi sao chụp? Ao nét hết rồi sao? Dạ lúc đó em cũng ráng cầm chắc chứ, tại vì bản chất công việc mà. Có khi nào chụp hình cô nào nhìn cổ cái bị hớp hồn chưa, bị cú sét chưa? Dạ cũng có. Nhưng mà tính em thì công việc là ra công việc, nó không có để mà cái tình cảm nó chi phối công việc. Bây giờ tôi đang thắc mắc cô gái ngồi ghế màu xanh là nè, em giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Nguyễn Ngọc Xuân Ngân và em sinh năm 2003, quê ở Đồng Tháp và hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang. Trời ơi, con gái Đồng Tháp hiền dịu, dễ thương. Có khi nào nhớ ba nhớ mẹ nằm ở nhà khóc không? Đêm đầu tiên thì có. Có khóc luôn, nhớ ba nhớ mẹ lên thành khóc phố. Khóc luôn. Một thân một mình lên đây, đây ở ký túc xá hay là? Em ở trọ với chị bà con. À. Em hiện đang học quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng. Về truyền thông á. Truyền thông. Dạ, sau này thì em có ước mơ là trở thành một biên tập viên đài truyền hình. Wow, biên tập viên chỉ đài truyền hình. Chỉ là ước mơ thôi. Không, phải phấn đấu và đặt mục tiêu chứ, cũng là hướng về nghệ thuật. Hầu như bốn người ngày hôm nay là ai cũng có máu nghệ thuật trong người hết rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Thì em là một người biết lắng nghe, em biết nấu ăn. À, nấu ăn ngon. Trong công việc thì em sẽ tập trung và làm việc rất là chuyên nghiệp khi mà vào việc của mình. Còn về điểm yếu thì em là một người dễ tin người, cho nên là em đến chương trình để có thêm nhiều kinh nghiệm về tình yêu để không bị dụ. Ở đây anh với vợ chị Tường là không ai dụ, hai không ai dụ em gì hết trơn á nha. Cũng như là em cũng muốn tìm được một bạn nam phù hợp với mình. Hai cô gái thùy mị nó đa quá, có thông tin rồi đó chị Tường. Bây giờ thì quay trở lại với Tuấn nha. À, Tuấn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua khoảng 2 mối tình ạ. Đáng là sao cưng? Nó phải chính xác chứ, làm như là khoảng 3-4 chục thì mình mới đếm không được chứ, có 2 mà sao khoảng? À, dạ là đã trải qua 2 mối tình chính thức rồi. Chính thức ha, còn cái râu ria là không tính ha. Đúng rồi. Rồi chính thức sao, kể chị nghe về 2 mối tình của em nè. Mối tình của em là một mối tình là thời gọi là thời còn đi học nữa. Là yêu một bạn học cùng lớp. Nói chung là ngày đấy cũng trong sáng, không có gì để nhớ nhiều cả. Nhưng mà nó là một tình đẹp. Vâng, đúng rồi ạ. Còn mối tình thứ hai là sau khi lên học đại học ạ. Em quen cũng được 3 năm ấy. Khoảng thời gian mà quyết định vào thì hai đứa chia tay ạ. Mình không nên để cho bạn nữ phải chờ đợi mình. Thì em chia tay ạ. 3 năm chia tay cái nhẹ nhàng vậy đó hả? Cũng không nhẹ nhàng mấy. Nhìn thì tưởng nhẹ nhàng nhưng mà thực chất là nó cũng không nhẹ nhàng. Có khóc lóc bệnh rịnh gì không? Có nuối tiếc gì không? Cũng có một chút nuối tiếc ạ. Rồi vào đây cả một suốt thời gian một năm vừa rồi thì mình có để ý ai không? Cũng chưa để ý ai ạ. Nên là em mới quyết định hôm nay tham gia để tìm kiếm cơ hội đấy ạ. Em mong muốn tìm một người như thế nào? Dễ thương này, thấu hiểu và ngoan ngoãn là được ạ. Em thì thích một cô gái gọi là không cần cao quá, lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương. Lùn lùn, tròn tròn cho dễ thương. Có lùn lùn tròn tròn nữa hả? Có lùn lùn tròn tròn. Ồ, bên có ai lùn lùn tròn tròn hả? Bên đây có hết nha. Có hết nha. Đó là những cái tiêu chí của là bạn Tuấn. Tuổi nào thì tuổi kết hôn là nó phù hợp với em? Đến thời điểm chín muồi thì mình cưới thôi ạ, chứ còn già hay trẻ thì cũng không quan trọng. Có nghĩa là nếu bây giờ gặp trúng người mà phải cưới được thì cũng là cưới luôn. Vâng. Ồ. Đây là cô người mẫu ảnh của tôi. Chuyện tình yêu cô như thế nào? Cuộc tình mà xuất sắc nhất á thì chỉ có một thôi, còn lại thì em cũng không biết gọi là cái đó là cái gì. Gió thoảng mây bay. Là 2 năm trước lúc đó em chỉ có 16 tuổi rưỡi. Là cái tuổi trăng tròn đó anh. Em còn đi để gãy sừng trâu. Dạ đúng rồi. Em vừa đi học mà vừa đi làm. Trong lúc đi làm thì em gặp được người đó hơn em 4 tuổi. Hơn em 4 tuổi. Hơn em 4 tuổi rất đẹp trai. Ôi. Trai đâu, thầy tả sự đẹp trai của anh cho anh nghe. Nói chung là bạn đó là người Trung Quốc. Mắt hí mập mập lùng lùng. Dạ không, bạn nói người cao hơn người ta đẹp trai dữ lắm mà em diễn tả sao ra mắt hí biết không, mắt em là người đó đẹp trai. Nói chung là gặp xong rồi mình không quên được luôn á, kiểu sẽ tính luôn á nha. Trời mình kiểu như là cái gì vậy trời, mình về không quên được người ta luôn. Cái xong em cũng không biết là người ta cũng bị sinh đánh giống em. Ngày nào cũng nhớ hết á, ngày nào cũng nhớ hết người ta luôn, cũng nhớ khuôn mặt đó. Cuối cùng xin được file cái nhắn tin.
cái 3 ngày. Cái nào người yêu khi nào biết luôn. Thực ra mối tình đó trọn vẹn trong 100 ngày thôi. Trời ơi, em có đếm luôn, em đếm từng ngày luôn. Tính 100 ngày luôn hả? Hồi đó em còn trẻ trâu lắm. Xong rồi bạn ấy chia tay em. Chia tay em? Lý do? Hồi đó bạn ấy nói em là em yêu sai cách. Đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao em yêu sai cách, không hiểu tại sao luôn. Sau 2 năm thì có đầu lại với em gần đây. Nhưng mà em không chấp nhận. Tại vì mình không phải chấp nhận một người mà đã làm mình đau khổ, tổn thương. Em bị tổn thương rất là nặng nề do cái lần chia tay đó. Bây giờ mẫu người là lý tưởng em là gì? Mẫu người tưởng của em là cao, da trắng xíu. Đừng có lấy cái mẫu của con kia ra để so với cái này nha. Ra kể cho em khác chia. Không, quan trọng là biết quan tâm tới em. Đừng có bỏ rơi em lúc em cần. Bây giờ nó nghe nè, khó kiếm ai được có cú sếp ái tình giống người tình trong mộng của mình lắm khi thôi, mà mình dạ. Cho nên là vừa vừa bỏ nó qua bên đi nha. Bỏ qua. Ừ, em không biết mà em cứ tìm theo cái người giống vậy hoài là giống như chị 45 tuổi vẫn en en nè. Giống như chị 45 tuổi vẫn en en nè. Bỏ đâu ra? Đó, bởi vậy chị en 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 en. Thôi rồi, tỉnh mộng lên mấy cô gái trẻ ơi. Tỉnh mộng đi mấy cô gái trẻ. Đừng bị sét đánh nữa mấy em ơi. Ừ. Sét đánh là en 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 á. Đẹp quá chứ để giờ mà lem chứ không làm được gì đâu. Rồi bây giờ quay lại đâu rồi, tới ai rồi, tôi rối rồi nè. Tình trường trải qua mấy mối tình photo rồi. Photographer nè. Em trải qua 2 mối tình. Hai luôn, rồi kể chị Tường nghe. Mối tình đầu tiên là khoảng gần 7 năm. Trời ơi cái gì dữ vậy? Mạnh dữ. Cái mối tình nó trong sáng ngày thơ trong sáng lắm. Ờ. Cho tới khi là bạn bạn theo gia đình thời gian sau á thì em cũng lên, thì trong một lần tình cờ thôi là em phát hiện được bạn nữ đó là quen một người khác. Phản ứng em như thế nào? Nói chung là em rất là sốc, tại vì nếu mà bạn nữ đó quen một người con trai khác như em á thì cũng không có gì để nói, nhưng mà đằng này là bạn nữ lại quen một con gái. Em có nói chuyện trực tiếp với cổ không? Dạ em có nói chuyện và bạn ấy chọn người kia. Dạ. Thôi rồi, mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì được khoảng 2 năm. Thì lúc đó là thì... con trai hay con gái nè, để tôi hỏi là anh luôn á. Dạ con gái. À con gái, tưởng đâu là em chuẩn men nha. Em chuẩn men nha. Thì quen được khoảng 2 năm thì tụi em cũng là có dự định là tiến tới hôn nhân. Ừ. Kẹt cái là gia đình bên kia là không chấp nhận. Gia đình bên kia là không chấp nhận. Tại sao? Cũng như là có chọn một người ở dưới quê cho bạn đó và muốn bạn đó là nghe theo lời của gia đình. Tình yêu cũng rồi, chưa đủ dạ, lớn. Chưa đủ lớn. Dạ thật sự thì mấy năm nay em cũng có để ý một vài bạn. Em xui lắm là để ý ai cái người ta có chồng à. Đâu nha, là em dòm để ý đúng chị vô, giùm chị để cái coi. Để ý giùm chị cái để ý chị giùm chị cái coi. Cho mát tay coi. Thôi em dám đụng đâu. Thôi em dám đụng đâu. Trời ơi em để ý thôi sao em đụng. Trời ơi trời. Bây giờ rút coi là cái mối tình 7 năm cũng chưa đụng rồi, cái mối tình 2 năm cũng chưa đụng luôn. Dạ. Đụng vô ai là người đó có chồng? Dạ đụng vô là có chồng. Bây giờ em rút kinh nghiệm giùm chị, bây giờ có mối tình nữa em làm ơn em tăng tốc giùm chị một cái. Cái gì đừng nói tôi suối nha. Giờ muốn tìm một người như thế nào? Hơi bánh bèo một xíu. Ừ. Không có cá tính mạnh mẽ quá. À. Dạ. Rồi tóc dài. Ừ. Chăm cho gia đình một xíu. Ừ. Tại vì công việc của em bây giờ nó cũng gọi là nhiều. Hai chàng trai của mình đều là những người thích những cô gái có vẻ nó hơi truyền thống, hơi cổ điển một xíu. Ha. Rồi hai chàng trai good boy còn sót lại ha. Cô gái ghế màu xanh bên kia đi. Rồi con lành. Sao chị tình yêu em sao? Em chỉ có một mối tình thời đi học thôi. Cấp 2. Cấp 2. Đến bây giờ luôn ế. Lúc đó là em học cuối năm lớp 6. Cuối năm lớp 6. Chị Tường qua học hỏi này Tường ơi. Chị Tường qua đây học hỏi nè chị Tường. Ủa tôi lớp 5 tôi đã yêu anh học lớp 6 rồi mà. Rồi tiếp nè. Rồi. Yêu nhau thì nó cũng chỉ là trong sáng ngây thơ tuổi học trò thôi. Chia tay vì tụi em học khác lớp với nhau. Sao mà cách lòng. Trời ơi xa cái cách cái lớp có một bước bước qua rồi. Chắc vậy rồi sao mà cách lòng. Trời ơi. Tại vì lúc đó tình cảm nó cũng nhạt dần rồi. Nhạt rồi. Tự đúng cảm rồi. Nhận được. Lớp 83, 86 có nhau tới 3 cái lớp. Em nói thế nào với lại bạn ấy? Mình em nói là chia tay xong rồi chia tay luôn. Có nói lý do không? Anh hỏi tại sao không? Không cần hỏi lý do luôn. Không hỏi lý do luôn. Duyên tới đây là hết. Duyên tới đây là hết. Mẫu hình lý tưởng của em là gì nè? Cao, tâm lý, nói chuyện hợp với em và đặc biệt là phải thành thật. Nhìn vẻ bề ngoài thì ít nói, lạnh lùng một xíu.
hơn tuổi em. Em không muốn quen người bằng tuổi nữa. Rồi, hy vọng ngày hôm nay là các bạn sẽ tìm được ha. Các bạn trẻ có những câu chuyện tình hết sức là dễ thương và éo le. Rồi bây giờ cho chị Tường hỏi ý kiến người thân nha. Ở dưới thì Tường thấy có ba bạn nè. Xin chào tất cả mọi người. Con chào cô, con chào chú. Con tên là Trang ạ. Em gái của anh Tuấn. Ngồi nãy giờ xem có hai cô gái bên kia thì hiện tại là em nhận xét như thế nào? Đầu tiên thì hai em rất là xinh, rất là nữ tính, dịu dàng. Em thì em thích cái em ngồi ghế đỏ hơn. Thì giờ quan điểm của em là thấy Tuấn phù hợp với lại cô ngồi ghế màu xanh hay là ghế màu đỏ? Dạ, với em thì em thấy về cái ngoại hình thì em thấy anh Tuấn sẽ thích cô ghế màu xanh hơn. Ừ. Còn về tính cách và cách yêu các thứ thì em nghĩ là anh Tuấn sẽ hợp với bạn ghế màu đỏ. Rồi, rồi mời em gái. Dạ, xin chào tất cả mọi người cùng anh Hứa Vinh Đạt và chị Cát Tường ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Ngọc Trang và em là thành viên trong ekip của anh Trí ạ. Xem chương trình nãy giờ thì em thấy là bạn gái nào sẽ phù hợp với anh Trí? Ghế màu xanh ạ, sẽ phù hợp hơn. Vì chị đó biết nấu ăn, đảm đang để làm một hậu phương vững chắc để anh yên tâm anh làm việc á. Vâng, cảm ơn em. Một phân tích cũng rất là sâu sắc ha. Đó là những ý kiến của người thân để cho tất cả các bạn trên này có thể tham khảo thêm thôi. Còn quan trọng vẫn là cảm xúc của chúng ta, và đặc biệt các bạn đều là những bạn trẻ thì cái cảm xúc đầu tiên khi gặp mặt rất là quan trọng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Mở cửa trái tim. Ô, bạn nhau. Quen rồi hả? Bạn nhau, cười quá. Mà hai đứa ngoài có yêu nhau rồi hay gì vậy? Dạ không ạ, tụi em có quen nhau và ngày mai tụi em có đi chụp chung một bộ hình cưới ạ. Ngày mai? Vâng ạ. Ngày mai đám cưới luôn hả? Ôi, ngày mai chụp hình đám cưới chung luôn. Ngày mai chụp hình chung bộ đám cưới. Chà, có điều nữa nha. Nhiều khi cái này có điều mà một Trang có tay cho bộ ảnh cưới ngày mai. Trời, nhiều khi bấm hẹn hò là mai đám cưới luôn hả? Ghê vậy? Ba lần gặp rồi mà em không hề biết em gặp anh đây luôn. Thứ nhất là trong phòng tập nhảy, cùng đam mê nhảy nè. Thứ hai là quay game show, thứ ba cũng là quay game show luôn. Bất ngờ không nói nên lời luôn ạ. Em không nghĩ là có duyên mà gặp, có thể gặp nhiều lần như thế. Tìm hiểu thêm nha, tìm hiểu thêm nha. Không, nhưng mà anh đây cũng tròn tròn nè, cũng hay hay với bộ ai cô kia trắng tinh kìa, thấy không, trắng tinh tròn tròn nè. Cơ hội vẫn còn để đó nha. Chị, cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi mà mở cửa trái tim này ra? Thấy hai bạn nữ rất là xinh. Một bạn nữ là dễ thương nè, một bạn nữ thì cũng là cá tính. Nói chung là nãy giờ có bị rung rung gì không? Để coi tim em nó rớt đâu. Quăng miếng gắn vô. Ghê 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 ghê. Còn em gái? Em ngồi lặng luôn vậy. Em thấy cũng khá là bất ngờ. Em nghĩ là sẽ không có cái như của mình đặt ra đâu. Nhưng mà trong đây thì cũng xem. Tóm lại là tín hiệu đáng mừng là trong hai người này là có người trúng gu em, phải không? Xem phải không? Rồi. Để nó đi, bí ẩn còn ở phía trước. Bí ẩn còn ở phía trước để coi bạn nam nào là gu của em. Rồi bây giờ nhảy cái đi nè, cho nó vô cái này, nó có kỷ niệm với nhau nè. Còn cái chuyện chọn ai bấm ai chưa quan trọng. Quan trọng là bây giờ mình đồng nghiệp, mình gặp nhau bây giờ mình biểu diễn cái cho vui nè, được không? Ủa, hôm nay em người mẫu ảnh hay freestyle em đi luôn. Nè, đứng lên nè. Hồi nãy em có nói với chị ta rồi, em là năng khiếu của em là nhảy. Mời. Rồi, em mời lên. Đi nè. Wow. You say that you miss me, 'cause where are your actions to prove me you're different? When I say I need you and you head the direction that's leading away from me, baby. Trời ơi, cái gì bắt tay khái được rồi ha. Ơi. Em thì em cũng biết nhảy, cũng thích hát hò. Thì em sẽ hát một đoạn để tặng bạn. Thì bài hát này là bài Chờ Em Đến Tháng 13, nằm trong MV ca nhạc của em. Trời ơi. Trời ghê hả? Khi yêu em, anh chẳng mong cầu hay là vì điều gì toan tính. Em kêu ta
Trong mắt bao người như hàng ngàn tinh tố lung linh. Rồi một ngày kia em quay bước đi, một mình anh đứng coi trong đêm cay khóe mi, đợi chờ em. Vì cớ sao em đi không nói một câu? Một năm 12 tháng chờ đợi, bao tháng đợi chờ, than xuân thu đông hạ sang. Và khi anh nhận ra rằng mình đã lỡ đánh mất trái tim, em không quay trở lại, đợi chờ em một mai về đây cùng anh. Cho dù tháng 13. Wow. Tặng quà đi, mình phải tấn công liền. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nào chàng trai. À, em mở món quà ra đi. À, trong đây là một cây son. Thì lúc nào cũng muốn bạn gái mình là có một cái đôi môi là luôn tươi tắn và xinh xắn. Thì son không thể thiếu đối với một hoàng nữ. Em cảm ơn anh. À, hôm nay đến chương trình thì em có mang đến đây ba thứ. Nó gần như là biểu tượng của người Việt Nam ấy. Tinh đẹp này, có màu mè này và thơm này. Vâng, và em xin tặng chị Cát Tường một đó. Wow. Cái này tặng Trinh. Cảm ơn ạ. Cái này anh gửi đến em. Hai cái bông màu hồng, cái bông màu đỏ. Rồi. Vẫn còn băn khoăn nha. Ở đây có hai loại, một cái mặn và một cái nhẹ. Anh thích mặn mòi. Ok. Vậy còn lại cho anh nhé. Phục vụ anh tận nơi chỗ luôn. Cảm ơn em nha. Dạ. Hai anh có biết là tại sao em lại chọn món bánh mì không? Theo anh nghĩ thì là buổi sáng nay em đến tiệm bánh mì và người ta bán cái sandwich. Em mua tiệm. Có thể là một lý do, một trong những lý do đơn giản của em. Tại em cũng ăn bánh mì mà, cho nên tiện mua. Anh nghĩ em chọn bánh mì sandwich vì nó mềm mại. Thiếu một lý do. Đó là tại sao em không tặng anh một món hồng hay là một món gì đó chất, mà định là một món đồ ăn. Tại vì chung là nó tốt hơn sức khỏe. Con đường đi đến tình yêu nó phải thông qua cái bao tử. Rồi thì bây giờ chị sẽ mời hai bạn nam chủ động lần lượt qua, xin phép được nắm tay hai bạn nữ và nói những cái gì mình muốn nói trước khi chúng ta về vị trí và quyết định bấm nút lựa chọn ai. Mời em. Anh xin phép nắm tay em được không? Được. Thì không biết là sau chương trình này và sau cái lần bấm nút thì là A sẽ chọn A, nhưng mà anh mong là sau chương trình này nếu mà chúng mình có thể là một buổi nào đó rảnh rỗi, anh có thể mời em đi uống cà phê được không? Dĩ nhiên. Ok. Anh xin phép nắm tay Trinh được không? Ngày mai đằng nào cũng nắm tay Trinh mà. À. Ngày mai đằng nào cũng nắm mà. Nói chung là sau những lần gặp Trinh ấy thì anh cũng không nghĩ đây là một sự gọi là trùng hợp đâu. Anh nghĩ là cũng có một cái gì đấy gọi là duyên đấy. Đúng rồi. Là có gì có duyên hay không thì chúng mình chờ đến phút cuối để xem có thể như mình mong muốn không nhá. Ok anh. Em xin phép được đi từ gần tới xa trước. Ghê okay quá, mỗi người mỗi chiến thuật ha. Ghê quá. Em xin phép được đứng chính giữa. Em ngồi xuống đây đi em ơi. Anh một bàn tay em nha. Trời, cái gì vậy? Rợ tim luôn hả? Em có cảm nhận được gì không? Em cảm nhận là anh rung quá à. Thì nói chung là đứng trước em cũng như là bạn kia thì ai cũng là một người con gái rất là xinh. Thì anh lúc mà cũng là rung, sau xíu rung động hết. Nên là nếu mà dù cho sau cái bấm nút á, nếu mà mình có duyên hoặc là chọn hay không chọn gì đó thì có thể mình là một người bạn hoặc là anh em. Em rất sẵn lòng vì điều đó. Cảm ơn anh. Tay em rất là ấm. Anh cảm nhận được em cũng rất là run. Anh cũng rất là run luôn. Tim anh nãy giờ rớt ở ngoài anh lụm vô mấy lần luôn á. Thì nếu mà mình có duyên á thì có thể sau cái bấm thì có thể tìm hiểu xa hơn. Còn nếu như mà cảm thấy mình chưa có duyên với nhau thì mình có thể làm bạn hoặc là anh em. Thì cũng hẹn em một cái dịp nào đó gần nhất, hoặc là mình có thể tìm hiểu từ từ xong rồi tiến xa hơn cũng được. Ok. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha.
cái cảm xúc đầu tiên nó rất là quan trọng. Có nhiều người cứ nói với chị là nó không quan trọng, nhưng mà đối với Cát Tường, cái cảm xúc đầu tiên cực kỳ quan trọng. Rồi. Nhắm mắt lại và lắng nghe những cái gì mà anh Đạt sẽ chia sẻ. Đặt tay nút bấm đi à. Giờ các bạn hãy hướng mắt về phía trước và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn hãy đưa quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 3 lần gặp rồi mà em không hề biết em gặp anh đây luôn. Bất ngờ không nói nên lời luôn ạ. Em không nghĩ là có duyên mà gặp, có thể gặp nhiều lần như thế. Em thấy cũng khá là bất ngờ. Em nghĩ là sẽ không có cái view của mình đặt ra. Nhưng mà trong đây thì cũng xem. Thì nói chung là đứng trước em cũng như là bạn kia thì ai cũng là một người con gái rất là xinh. Thì anh lúc mà cũng là rung, sao xuyến rung động hết. Nói chung là sau những lần gặp Trinh ấy thì anh cũng không nghĩ đây là một sự gọi là trùng hợp đâu. Anh nghĩ là cũng có một cái gì đấy gọi là duyên đấy. Đúng rồi. Có gì có duyên hay không thì chúng mình chờ đến phút cuối để xem. Dạ, bấm. Hết thời gian à. Tại sao hồi nãy tâm sự với nhau đồ là có duyên với nhau quá mà gặp đó em chắc chắn là duyên đó. Rồi nói với nhau là nếu mà hẹn hò, nhắn tin là cuối cùng không bấm. Em chưa có sự tin tưởng ở anh là anh sẽ thật sự là muốn hiểu em hay là thật sự là muốn yêu. Em chưa cảm giác được cái điều đó. Rồi, vậy quyết định không bấm. Rồi. Em chưa cảm nhận. Còn em? Em không có rung động với ai. Em nghĩ sao có một anh đang bấm em? Thật ra thì cảm xúc của em thì em rất tôn trọng nó. Và em phải xin lỗi anh. Rồi Trí thì sao? Sợ thì em cần tìm một cái người con gái gọi là phụ nữ của gia đình một xíu. Hiện tại gia đình em đang rất là hối em cưới vợ. Ừ, chị cũng thấy điều đó. Chị cũng rất là trân trọng cái quyết định của em. Dạ. Thế còn Tuấn thì sao? Bạn gái em ở ngồi ghế xanh ấy, khá là hiền lành mà lại đúng gần gũi em đúng không? Mình coi mình tưởng đâu là sẽ dính. Nhưng mà cái kinh nghiệm của Tường là bốn bạn này rất là khó được thành đôi với nhau. Các bạn có thích đó nhưng mà các bạn suy nghĩ quá nhiều và suy tính quá nhiều. Thôi thì hôm nay là mình thất bại. Thì các bạn cũng đã kết nối được với nhau, làm bạn bè anh em đồng nghiệp với nhau ở ngoài đời. Và biết đâu một cái tình yêu, một cái duyên gì đó nó sẽ đến với các bạn trong một ngày không xa. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi. Ra đây cơ. Và bây giờ thì Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt xích gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị hơn, tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không có chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho hai em nha. Rồi, và đối với cặp đôi thất bại thì đừng có lo nhé, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Và một lần nữa xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Phát sóng vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.